Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Chư Prong, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, Khoảng 11 giờ ngày mùng 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong lái ô tô con biển kiểm soát 81A 32383 chở anh NQM đi đánh bia tại xã Ya Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bia và cùng nhau uống hết 10 lon bia. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong lái ô tô biển kiểm soát 81A 32383 chở hai người này đi hát karaoke tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông và tiếp tục uống bia. Đến 18 giờ 30 phút, Phong tiếp tục lái xe chở hai người đi về xã Yamơ, huyện Chư Prong, theo hướng thị trấn Chư Prong, đi xã Yadrang trên tỉnh lộ 663. Lúc đến đoạn đường km 18 cộng 400, đoạn qua thôn Hợp Thắng, xã Yadrang, huyện Chư Prong, ô tô tông vào bà VTH 49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Yadrang, đang đi bộ cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn 4 lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong với kết quả 0,841mg trên 1 lít khí thở, 0,754mg trên 1 lít khí thở, 0,675mg trên 1 lít khí thở, 0,830mg trên 1 lít khí thở. Bị can Nguyễn Hồng Phong bị tạm giam từ ngày 4 tháng 5. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 22 tháng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, quy định tại điểm B, khoản 2, điều 260 của bộ luật hình sự. Cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam, sinh năm 1963, quê Trà Vinh, tạm trú tỉnh Hậu Giang để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 qua mạng xã hội nam biết đến tổ chức phản động khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu khi đó nam lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn trao đổi với các đối tượng liên lạc với các đối tượng là thành viên thuộc tổ chức phản động khủng bố này sau thời gian tìm hiểu điều lệ đường lối hoạt động của tổ chức phản động nói trên nam đã nộp hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp bí danh bí số để liên lạc hoạt động mặc dù cơ quan công an nhiều lần làm việc, giam đe, giáo dục Nam, cũng như tạo cơ hội để Nam từ bỏ tổ chức phản động, nhưng hắn vẫn ngoan cố cho rằng việc làm của mình là đúng. Không dừng lại, Nam còn thay đổi địa bàn hoạt động, được cấp bí số mới, tiếp tục móc nối, liên lạc với các đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động, gia tăng các hoạt động chống phá. Hắn cũng tích cực tuyên truyền, lôi kéo người khác cùng tham gia. Nam đã thu thập thông tin cá nhân, lập danh sách hàng trăm người trong và ngoài địa bàn tỉnh hậu Giang gửi cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài để thực hiện trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa theo chỉ đạo của tổ chức. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của Vương Văn Hồng Nam. Cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nam và các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý. Liên quan đến vụ nổ súng bắn hai vợ chồng ở Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa, các bác sĩ cho hay hiện người chồng đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó chiều 30 tháng 8, bệnh viện chợ đấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhân trong vụ nổ súng. Theo các bác sĩ, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân ở Đồng Nai là hai vợ chồng được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán vết thương do đạn bắn. Kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh lúc cấp cứu cho thấy, bệnh nhân MVA là người chồng có vết thương gan xuyên thấu và vết thương thận phải, vết thương đầu vùng thái dương phải. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa ngoại gan mật tụy, mổ mở rộng lỗ vào và lỗ ra vết thương gan, khâu cầm máu, khâu lại nhu mô gan, lấy dị vật kim loại là đầu đạn ở thành bụng bên phải. Bác sĩ khoa ngoại tiết niệu buộc phải cắt thận do thận phải vỡ. Khoa ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện, bể sọ, dị vật trong sọ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, bệnh viện trợ rẫy cho biết người chồng nhập viện trong tình trạng nặng cần phải thở máy truyền máu số lượng lớn hội trần các chuyên khoa về tiêu hóa thần kinh gan mật ngoại niệu bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ tiên lượng nặng nguy cơ tử vong cao còn người vợ là dtt cũng nhập viện trong tình trạng có vết thương ở bụng gãy xương cánh chậu phải có dị vật phản quang vùng mông bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và chuyển về nằm tại khoa ngoại tiêu hóa hiện tại bệnh nhân tỉnh tiếp xúc nói chuyện được ngồi dậy được tuy nhiên Vết thương vùng bụng cần được theo dõi từ 5 đến 7 ngày để đánh giá có phát sinh những tổn thương khác hay không. Theo thông tin ban đầu, Six Mick, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hóa An to tiếng và dùng hung khí rượt đuổi anh DV Toàn, nhân viên bốc xếp tại chợ vào dạng sáng 30 tháng 8. Thấy vậy, nhiều người đứng ra căn ngăn vụ đuổi đánh Toàn. Lúc này, Toàn bỏ đi rồi quay trở lại mang theo một khẩu súng. Theo một số người dân, khi Toàn quay lại đã gặp nhóm 3 người ở một quán cà phê gần chợ Hóa An. Tại đây, Toàn rút súng bắn vào đầu ông MVA và bắn vào vùng bụng của bà DTT, vợ ông A, khiến hai vợ chồng ông A bị thương nặng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ. Ngày 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với bị cáo Động Quang Dũng, sinh năm 1957, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo cáo trạng, Năm 2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, 66 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, có con trai là Lê Quang Huy Phương, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam về các tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật nên muốn tìm luật sư giỏi để bào chữa cho con. Khoảng cuối năm 2019, được người cháu là LMT, 46 tuổi, Chú thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu. Bà Lan đến nhà đậu Quang Dũng trình bày nội dung vụ án liên quan đến con trai, đồng thời nhờ Dũng kêu oan. Dũng nói vụ án này có oan sai, rồi hứa hẹn sẽ giúp đỡ bà Lan tác động ra trung ương để kêu oan. Dũng tự giới thiệu mình là tiến sĩ luật, đã từng công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nên bà Lan tin tưởng và đồng ý chịu mọi chi phí để kêu oan cho phương. Ngoài ra Quá trình trao đổi về vụ án, Dũng nói với bà Lan rằng vụ án do công an thành phố Huế thụ lý là có oan sai, phương không phạm tội, hứa hẹn sẽ có tác động đến các cơ quan tố tụng thành phố Huế và nhiều lần Dũng đưa ra thông tin là phương sẽ được thả về. Tháng 1 năm 2020, Đậu Quang Dũng đã liên hệ với hai luật sư ở Hà Nội rồi cung cấp số điện thoại bà Lan cho họ. Sau đó, hai luật sư này đã trực tiếp liên hệ với bà Lan và đăng ký thực hiện việc bào chữa theo quy định của pháp luật cho Phương. Liên tục từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, dưới sự đề nghị của Dũng, bà Lan đã chuyển số tiền hơn 2,5 tỷ đồng cho bị cáo này để chi phí trong việc kêu oan cho Phương. Đậu Quang Dũng chỉ chuyển khoản cho hai luật sư 70 triệu đồng chi phí bảo chữa cho con trai bà Lan. Số còn lại chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Huế xét xử Tuyên bị cáo Phương phạm tội cố ý gây thương tích, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tổng hình phạt là 6 năm 8 tháng tù. Đến lúc đó, bà Lan nhận thấy thông tin Phương bị oan mà Dũng đưa ra là không có căn cứ, chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bà nên yêu cầu Dũng trả lại tiền. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, biết Dũng bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Lan viết đơn tố giác Dũng gửi đến Công an thành phố Hà Nội. Quá trình giải quyết đơn tố giác của bà Lan, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định diễn biến vụ việc xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế nên đã tách hành vi, tài liệu và chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, bị cáo Dũng không nhận tội, không chấp nhận sự buộc tội của cơ quan điều tra, bị cáo cho rằng tiền của bà Lan đưa cho bị cáo là tiền để lo các thủ tục pháp lý cho vụ án của phương. Tại phiên tòa, bị cáo không chấp nhận bản cáo trạng, không trả lời xét hỏi cũng như tranh luận cùng với đại diện viện kiểm sát nhân dân. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cộng với 12 năm tù tại bản án ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt bị cáo Đậu Quang Dũng phải chịu là 25 năm tù. Mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam sẽ được ra tù trước dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thông tin này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh luận do bà Hằng chưa hết thời gian chấp hành án phạt tù. Một số ý kiến khác cho rằng bà Hằng được đặc xá dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước thông tin trên, một nguồn tin cho biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước thuộc Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, hay còn gọi là Cục 8 Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nguồn tin khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 như mạng xã hội lan truyền. Nguồn tin cho hay, trong số danh sách được giảm án đợt này, trại giam An Phước không có tù nhân nào là Nguyễn Phương Hằng. Qua giả soát hồ sơ, bà Hằng hiện đang phải chấp hành án phạt tù với thời gian còn lại là 3 tháng 24 ngày, hoàn toàn không có việc đã mãn hạn tù như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn tin cho hay, sau đợt xét đặc xá vào dịp lễ, các tù nhân cải tạo tốt cũng được xem xét để cho hưởng đặc xá bình thường. Việc xét đặc xá phải tuân theo các trình tự đầy đủ và gửi đến các cơ quan tố tụng. Trước nhiều đoạn video được lan truyền trên mạng với nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đã về nhà, hàm ý bà được đặc xá tha tù trước thời hạn, chồng của bà là ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là ông Dũng lò vui khẳng định thông tin trên là không đúng. Ông Dũng cho biết các video được cắt ghép tào lao. Hồi đầu tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân